đấu ngộ. Tôi có 100 triệu điểm đấu ngộ. Tôi 250 lần. Tôi đã từng nói người không được, hãy để cầu chủ nhân của người tới đi. Độc cô cầu bại, người bớt đắc ý đi. Ta chỉ khiến người thấy được sự lợi hại của Trần Long. Mau qua đây đi, có điều nếu như người thua thì phải trả lời thật mấy câu hỏi của ta đi. Ta chỉ còn thua. Dạ. Tại sao? Sáng lên mạnh như vậy chứ, mình cảm thấy hắn vẫn chưa dùng hết sức. Nói với ta, trong con chân lông di chuyển cái người còn lại mấy con. À được, ta thua có một có phục, ta sẽ nói với người. Trước mắt thì chân lông di chuyển còn lại 5 con. Ta từng gặp một con tên là Long Ngạo Thiên. 3 con còn lại lại, người có biết là đang ở đâu không? Còn lại là Long Nhất, Long Nhị và Long Tam. 3 bọn họ đã sớm xuất thế sớm hơn, vượt xa ta và Long Tứ. Cũng chính là Long Ngạo Thiên. À, còn về ở đâu thì ta không biết. Hả? Long Nhất, Nhị, Tam, Tứ. Đặt tên tỷ tỷ như vậy sao? Chuyện ta và Long Tứ phân biệt dựa vào thánh vườn Long của Kiềm Già nhất tộc. Rất nhiều người biết. Ta nữa, cho nên ta đoán rằng 3 bọn họ chắc chắn sẽ ở gần thánh vườn tổng hoặc là Kiềm Già nhất tộc. Có lý họ chắc chắn là đang nghĩ tới cái chuyện chiếm đoạt bản nghiệp của các người. Họ đã xong chưa? Lâu ngủ người lùi xuống đi. Ta sẽ báo thù thầy người. Ở vườn chủ nhân Khương Hào Nhiên, đúng không? Nghe nói là năm đó hình như người đã bại dưới tay của Vân Tiêu. Bây giờ cái tình khôn này đúng là nói những cái chuyện không nên nói à. Tiêu Vân sớm muộn gì ta cũng sẽ đánh bại hắn. Hôm nay lấy ngươi mài đào trước. Tiêu Vân đã đánh bại được Diệp Phì, mà theo như ta thấy thì ngươi không cả thắng nổi Diệp Phì. Nói gì tới chuyện mà thắng được Tiêu Vân? Diệp Phì vô đạo, vô địch đạo tầm của người đã nát. Bây giờ chi tùng thở thì đã trước mặt, chính là cơ hội tốt để cho người tái tạo lại đạo tầm. Có dám lên chiếm một trận không? Sao đột nhiên lại đổ lên đầu ta rồi? Có điều đây thực sự là một cơ hội tốt. Không thể, đạo tâm của người vừa nát, ngố nhớ lại thua. Thiên kiều trận đấu, không tiến thì lùi. Mình tuyệt đối không thể lùi thêm nửa bước. Ta tới rồi, ai muốn chiến đấu với ta? Thần Vương Quyền, chính đúng 2 người các người một mình ta là đủ rồi. Do thiên thủ, nó khoát không biết ngượng. Các người đều sẽ trở thành thủ hạ bại tướng của ta. Nè nè nè, đây là võ đài của ta đấy. Lôi thần trảm. Tam đại thiên tài hỗn chiến á, đáng xem đi. Hôm nay đúng là tới đúng lúc mà. À hạt dừa, mau mau chuẩn bị hạt dừa. Chuẩn bị hạt dừa kia rắm, đương nhiên là phải ăn dừa rồi. Cơ hội tới rồi. Long Nhất, Long Nhị và Long Tam. Ấy. Lòng ngủ chết rồi. Đang ghét vì mà lại giết lòng ngủ. Ta muốn ngươi phải chết. Đuổi theo. Không ngờ vừa cây mà chúng cho lòng ngủ lại bị 3 người bọn họ giết chết mất rồi. Có điều cũng vì họa có phúc. 3 tên này vì chia cắt mối quan hệ ban đầu cũng bị cây ma trụng rồi. Càng may mắn hơn là 3 cái tên này mạnh hơn và đã có thu hoạch bất cứ lúc nào, cho nên càng không thể để cho hắn chạy thoát. Độc cô cậu bài, ngươi chắc rằng ta sợ ngươi sao? Ta chỉ muốn là rời thiên đế thành xa một chút, như vậy thì sẽ không có ai tới cứu người nữa. Hôm nay ngươi chết chắc rồi. Ý nghĩ không tệ. Ngươi là Long Nhất, Long Nhị hay là Long Tam? Ta là Long Tam. Ta từng thấy người chiến đấu với lòng ngủ. Người không giữ được ta đâu, hãy là từ bỏ đi. Tiền khốn này chiến lực cũng không tệ, bị hắn quân lấy. Nếu như những cao thủ khác cũng tới thì rất phiền phức. Trong từ điển của ta không có 2 chữ từ bỏ. Vậy thì người đi chết đi. Con người ngu ngốc này rõ ràng là kiếm tù lại không dùng kiếm, ngược lại dùng nắm đấm với mình. Đúng là tìm chết. Đi, sao có thể chứ? Hình như người không phải có thể chất đặc biệt rồi,
Rốt cuộc làm sao mà làm được chứ gì? Mình là chân lòng di chủng, nhục thể của hắn sao có thể mạnh hơn mình? Ta không có thể chất đặc biệt hay sao? Vậy người xem cái này là cái gì? Hỗn độn thở, chẳng lẽ ngươi là hỗn độn quyền? Ngươi đã đoán đúng rồi, ta chính là Tiêu Vân. Tiếc là ngươi không phải là Lâm Nhất, vốn dĩ ta muốn giết nó hơn. Ta không cam tâm, muốn giết ta vậy thì cùng ta xuống địa ngục đi. Hỗn độn lĩnh vực, chàng trai trẻ đừng có quá bốc động. Chuyện gì vậy? Ta lại không thể tự bảo được. Trong hỗn độn lĩnh vực của ta, ngươi muốn tự bảo hả? Đồ ngu. Hóa ra hỗn độn lĩnh vực thực sự là đáng sợ như vậy. Ta chết cũng không oan uổng. Có điều, ta chết đi, Long Nhất và Long Nhị sẽ trở nên mạnh hơn. Người sớm muộn gì cũng sẽ chết với Trần Long, dưới chân của Trần Long. Tiếc là ngươi không nhìn thấy được cái ngày này đâu. Xem ra chân lông bạo nguyên chỉ có Trần Long mới có thể đoạt được rồi. Ma chủng thu hoạch hoàn thành, cuối cùng thì cũng có thể ngân tụ bất tử chi khu rồi. Có bất tử chi khu thì trước mắt chỉ còn không bị đánh trúng cho yếu hại thì chỉ còn như là bao tử, tương lai càng có thể bất tử bất diệt. Ngân tụ bất tử chi khu. Một lát sau, tốt quá rồi. Nhục thân bây giờ của mình sợ là có thể đánh sánh với chân lông hoàn toàn thở. Bây giờ trên người ba con chân lông di chủng còn lại đều có ma chủng của mình. Để sở quý hoàn toàn thu hoạch thì dựa vào chân thân thể đồ qua niết bàn thì chắc chắn sẽ càng dễ dàng hơn. Thực lực của người sao lại đột nhiên mà nói nhiều như vậy? Lòng tạm chết rồi, sao có thể? Hai người đó lại có thể giết được lòng tạm nhanh như vậy? Xem ra các người mất đi mỗi một người thì những người khác sẽ mạnh hơn. Vậy người có biết là Long Tàm là do ai giết không? Không biết. Có điều bây giờ người đã không phải là đối thủ của ta, cút đi. Cút thì không thể. Tên lực của người thực sự mạnh hơn ta một chút, nhưng mà muốn giết ta gần như là không thể làm được. Nhưng mà ta chỉ cần cầm chân người thì rất nhanh sẽ có cường giả có người tới để giúp đỡ. Giết ta không có lợi ích gì lớn cho người. Mục đích của ngươi là hàng phục ta. Nếu đã như vậy thì ta có một đề nghị. Khi có ước sinh tử vi ta, ta sẽ đương nhờ dịp và các người thế nào? Khó ước sinh tử à? Ta chết thì người cũng chết ra. Ngươi bị thiền kia của người nhắm tới, yêu thú cũng muốn giết người. Ta còn tiền đồ tươi sáng phía trước, ngồi sao mà ký với người chưa? Ngươi đừng có quên, ngươi bị Tiêu Quân đánh bại, vô địa đạo tam đại nát. Nghĩ tới Triệu Vô Cực thì thời không chỉ thể ly thành đế, Khương Hạo Nhiên khi nãy đâu có cầu bại, người có thể thắng được ai? Dấu cuộc là ngươi đang nói cái gì? Ta muốn nói là sau khi kính sinh khối với ta thì ngươi lập tức có thể hồi phục lại được vô địch đạo tâm. Tổ đội chúng ta sau này bất luận là thánh lộ hay là đế lộ thì chúng ta đều có thể cùng nhau giúp đỡ, tỷ lệ thành công tất nhiên sẽ lớn hơn. Ta sẽ không ký khối ước sinh tử, một ký cũng phải ký khối ước bình đẳng. Sau đó thì ngươi sẽ cho ta mưa do tình hiếp. Không ký khối ước sinh tử, dịp cho các người ra tay với ta thì phải làm sao nào? Ta không tin có người các người. Vậy thì khối ước sinh tử, mười do tình huyết. Khối ước sinh tử cũng ký rồi. Ta dựa vào đầu mà phải cho người mười do tình huyết. Bởi vì ngươi muốn tiền dịp và bọn ta làm cho dựa, mà ta chưa chắc là nhất định phải liên kết mình với người. Ở 1, 2, 3, 8, 5 dột, giao dịch thành công, ký khối ước đi. Khớ ước sinh tử. Hả? Đây là thứ gì vậy? Sao mà chúng lại truyền lên người của Diệp Phi rồi? Một tiểu lầu nào đó, ta còn cháu giúp ta truyền đạt một tin tức. Nói với mọi người thúc đã giết lần tam sau. Không, giúp ta truyền tới trùng thổ. Cứ nói ta muốn gia nhập một thánh địa nào đó ở trùng thổ. Túc là con cháu của độc cổ tới dạch chúng ta, sao có thể gia nhập những thánh địa đó chứ? Lần trước cháu về nhà, phụ thân cháu đã từng nói với ta, muốn ta về độc cổ già thế già không?
À, cái này ông ấy thật sự chưa từng nói. Đọc cố cầu bài đó thân phận cực kỳ khả nghi, trao đổi cùng pháp thì không có vấn đề, nhưng mà đối hán và gia tộc là chuyện không thể. Vậy thì đúng rồi, yên tâm đi, ta là con cháu của Độc Cô Thế Gia, thì có thể trở về Độc Cô Thế Gia hay không thì điểm này cũng không thể thay đổi. À được rồi, con sẽ đi báo với Lục Đại Thánh Địa ngay. Một canh giờ sau, tu vi lại thăng lên một tầng nhỏ rồi, đã xuất khiếu cảnh đỉnh phong, chỉ còn đạt tới viên mãn là có thể vào niết bàn cảnh rồi. Niết bàn cảnh, siêu phàm cảnh, thiên cảnh và thánh cảnh, ngày tháng trôi qua thật là nhanh. Tôi thúc hòa há vị thái tử trường lão của Hoang Cổ Thánh Địa và Bá Thiên Thánh Địa là muốn gặp người. À được rồi, vậy chúng ta đi gặp hai vị tiền bối. Ngươi nhìn cái gì? Ngươi nhìn cái gì? Thì nhìn thân thứ xem. Trường lão Bá Thiên Thánh Địa. Thử thì thử. Trường lão Hoang Cổ Thánh Địa. À, họ đây là làm sao vậy? Một chút phong phẩm của cào thủ uống cũng không có. Hoang Cổ Thánh Địa và Bá Thiên Thánh Địa là kẻ thù không đội trời chung. Gặp mà là tranh chấp cũng là rất bình thường. Ở tại hạ là đọc cô cầu bại bất kiến hai vị tiền bối, dạy phóng kim khí. Ở đọc cô tiểu hữu thiên tài xuất chúng, hoàng ngân gia nhập Hoang Cổ Thánh Địa chúng ta. Kim ý mạnh quá. Hoang Cổ Thánh Địa là cái rắm gì chứ? Gia nhập Bá Thiên Thánh Địa bọn ta thì mới có thể bước lên đỉnh cao. Kim khí tôn hoành cái chút mấy loại đạo nghĩa. Tiểu tử này đúng là tiểu thế thiền kiều. Ở đâu cô tiểu hữu, đừng có nghe bọn chúng nói bậy. Thiên kiếm thánh địa bọn ta lại có rất nhiều truyền thừa kiếm đạo, cũng vẫn luôn nghiên cứu kiếm chuyện ở chuyện kiếm đạo thành lý. Bọn ta thích hợp với cậu hơn. Thiên kiếm thánh địa thái thượng trường lão, ai nói kiếm tu là nhất định phải gia nhập thánh địa thiên kiếm? Nói như vậy thì kém cát. Có kiếm thánh mạnh nhất lộ chiến, không phải là tốt hơn gia nhập thánh địa sao? Thiên đạo thánh địa thái thượng trường lão, Độc Cô tiểu hữu là kim tù, bất luận thế nào thì cũng sẽ không gia nhập vào thiên đạo thánh địa. Mấy người, người tới đây làm gì? Thiên kiếm thánh địa mấy người chỉ là ngụy kim tù, gia nhập các người còn không bằng gia nhập thái sở thánh địa. Họ là thánh địa mạnh nhất, Độc Cô cụ bại này chắc chắn sẽ không gia nhập với thiên đạo thánh địa bọn ta. Nhưng mà con tuyệt đối không thể để cho cậu ấy gia nhập vào thiên kiếm thánh địa đối thủ truyền kiếp được. Độc Cô tiểu hữu, đó trường lão nói y không sai. Thái sơ thánh địa bọn ta là nhất thánh địa ở trung thổ, mới là lựa chọn tốt nhất của cậu. Chưa hẳn nhà chưa hẳn, ổn độn thánh địa bọn ta là phong vân tái khởi. Đã là mạnh nhất gia nhập bọn ta thì mới là lựa chọn tốt nhất. Thái sơ thánh địa, thái thượng trường lão. À, cái gì tiền bối không còn tranh chấp, nguyên tắc của ta chỉ có một, phía nào đại ngộ tốt hơn thì ta sẽ tới phi đô. À, đồng cổ tiểu hổ gia nhập Hồn Cổ Thánh Địa chúng ta chính là đệ nhất thánh tử, chỉ đứng sau chuẩn thần tử Dương Nhất Mình. Mới là đệ nhất thánh tử từ sao? Bá Thiên Thánh Địa của ta đồng ý sắc phong cậu lập chuẩn thần tử, bước vào siêu phàm sẽ là thần tử. Tới Thiên Kiếm Thánh Địa bọn ta cũng chỉ không chỉ là chuẩn thần tử, mà còn sẽ là một vị kiếm thánh đích thần thu nhận cậu làm đồ đệ. Ai thay sở thánh địa bọn ta chú trọng công bằng, chỉ còn đến bại Lý Thánh Đế thì cậu sẽ là đối tượng bồi dưỡng hàng đầu của thái sở. Hơn nữa gia nhập thánh địa chuẩn đế, cổ thần nhất sẽ thu nhận cậu làm đồ đệ. Chuẩn đế thu nhận làm đồ đệ à? Vậy thì địa vị sẽ cực kỳ cao, đãi ngộ này thực sự là không tệ. Chuẩn đế thu nhận đồ đệ chẳng qua chỉ là trò cười mà thôi, họ không có thời gian để dạy các cậu đâu. Chỉ bằng tới hỗn độn thánh địa của ta thì mỗi ngày đều có thể cùng thiên tài như Tiêu Vân, Tiểu Vô Cực tỷ thí. Nói thì hay lắm, hỗn độn thánh địa cơ sở là yêu nhất. Đã có Tiêu Vân và Tiểu Vô Cực rồi, sao có thể còn tài nghiêm mà bồi dưỡng Độc Cô tiểu hữu? À, vị trưởng lão này sao lại không nói lời nào vậy? Ta chính tới là đã gây lộn, chỉ cần cậu không gia nhập thiền kiếm thánh địa thì cậu chọn thế nào cũng được. À được rồi, ta đã biết rồi, xin mời các vị hãy về cho. Cho ta thời gian 2 ngày để suy nghĩ, ta sẽ đưa ra quyết định. Tối hôm đó, trước mắt thì lựa chọn tốt nhất cả hai cái, thiền kiếm thánh địa, cảm ngộ kiếm đạo.
Hoàng là tới thái sở thánh địa làm nội gián, tàn nhẫn bấy bọn chúng một phen. Độc cô tiểu hữu, bá nghĩ có vài chuyện không tiện nói rõ. Bá thiền thánh địa bồn ta lại có một khúc đạo đúc tạo đồ thánh kiếm loại tăng trưởng. Do nhờ bồn ta thì bồn ta có thể mời chú kiếm đại sư tới giúp cậu đúc một tuyệt thế thanh bình. À được, ta sẽ cân nhắc. Đây là tới tầng giá sao? Có điều một thanh bình loại trưởng thành còn thì không lột vào mắt ta được. Một khắc sau, ở đầu cô tiểu hổ, hôn cổ thánh địa bồn ta có một bản kiếm đạo hoàn chỉnh của một vị kim thánh. Gia nhập với bọn ta thì kiếm đạo này sẽ giao cho cậu. Ta sẽ còn nhắc. Nửa canh giờ sau, ở đầu cô tiểu hổ à, thiên kiếm thánh địa bọn ta có 5 món kiếm đạo chuẩn đế kinh. Còn có mấy vị kiếm thánh đại hạng sắp tới sẽ truyền thụ kiếm đạo cho cậu. Ngoài ra nghiên cứu của bọn ta đối với kiếm đạo thành đế thì có thể chia sẻ với cậu. Xin cậu hãy cân nhắc bọn ta. Anh ta sẽ cân nhắc. Một canh giờ sau, ta biết kiếm đạo của cậu cần lĩnh ngộ nhiều loại áo nghĩa, tái sợ thánh địa bồn ta có thể giúp cậu lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa. Hả? Thời gian áo nghĩa? Đây là thứ mà các người có thể giúp ta lĩnh ngộ được sao? Ta không tin. Đối với những thánh địa khác thì có lẽ rất khó, nhưng mà ta có thời không chi thể lý thánh địa. Hạng sớm đã lĩnh ngộ được thời không, thời gian áo nghĩa và không gian áo nghĩa có thể giúp cậu. Hóa ra là vậy à? Ông ta nói thực sự là có thể. Sợ là không có ai hợp hơn với Lý Thanh Đế để giúp ta lĩnh ngộ thời gian không gian áo nghĩa rồi. Đâu có thì hộ cảm thấy ta nào? Ta sẽ cực kỳ nghiêm túc cân nhắc. Trước mắt thì xem ra thái sơ thánh địa là lựa chọn tốt nhất. Có điều nó như dựa vào bộ dạng này tới thái sơ thánh địa thì Lý Thanh Đế chắc chắn sẽ không giúp mình. Hay là tu luyện một bộ thần thông dịch dung nữa đi ta. Dịch dung? Lại là một sói cà. Đúng là không tệ nha. Bây giờ biến số duy nhất chính là chuẩn đế cổ thần nhất. Có thể nhìn ra hỗn độn thể của mình hay không? Càng nhìn càng thấy đẹp trai à. Hai ngày sau, dẫn bối cầm tạo ái của chú vị tiền bối và các quý thánh địa. Nhưng mà sau khi cân nhắc thì vãn bối vẫn quyết định gia nhập thái sở thánh địa. Lộc phụ có thể đảm bảo lựa chọn này của cậu độc cô tiểu hộ chắc chắn chỉ không sai. Vậy chuyện không thể chậm trễ, chúng ta hãy trở về thái sở thánh địa. Trường lão đừng gấp, ta còn phải tạm biệt độc cô bài thiên. Là chuyện nên làm. Cháu trai, một lòng vì kiếm đạo tuy là chuyện tốt, nhưng sau này phải chú ý tới chuyện đối nhân xử thế, tránh đã bị lùa. Đa tạ thúc thúc, lần này ra ngoài rèn luyện, đã khiến cho cháu mở mang kiến thức. Tiếp theo, cháu phải trở về bế quan một lần, đền thủ lĩnh ngộ luân hồi ảo nghĩa, rồi ra ngoài khiêu chiến tỷ thế tiên kiều của các đại thánh địa. Như vậy là tốt nhất. Thúc thúc bảo trọng. Thái sợ thánh địa. Tìm bối, ta chân ước chừng ra tới đây không quen cái nơi này. Sau này phải nhờ vào người chỉ điểm nhiều hơn. Đâu có tiểu hộ gọi ta là lâm diệm trường lão là được. Vì ta sẽ nói với cậu một câu. Ở thái sơ, quy tắc lớn nhất chính là tranh chấp. Cậu vừa mới tới thì đã trở thành đồ đệ chuẩn đế. Tất nhiên thì sẽ dọn dẹp tới rất nhiều đố kỵ. Chắc chắn sẽ có rất nhiều thánh tử tới khiêu chiến cậu. Được, vậy thì ta sẽ đánh chết bọn họ. Hả? Tàn nhẫn như vậy sao? Cái đó giết người chắc chắn là không được. Cậu có thể sỉ nhục họ để lập uy. Sau này sẽ không có ai dám tới chọc giận cậu nữa. Ngoài ra, cậu không cần lo lắng sự kết oán. Chỉ cần cậu đủ mạnh thì tất cả cấp cao đều sẽ ủng hộ cậu. Ta hiểu rồi. Thánh địa này là một nơi cả lũ nô ca bể ha. Tàn khốc hơn bất kỳ thánh địa nào. Nơi này là thái sơ đại địa. Đi thôi, mọi người đều đang đợi cậu đấy. Được. Còn thiếu một cửa cuối cùng, hy vọng cái tên cố thần nhất đó không nhìn ra căn nguyên của mình. Lão tổ, thánh chủ đã đưa độc cô cầu bài tới rồi. Đâu có cầu bài bái kiến lão tổ thánh chủ. Con không biết là hắn có thể nhìn ra được hay không. Dù sao thì cùng lắm chỉ mất đi một tế linh phần thân mà thôi.
Có điều hỗn độn thế vốn chỉ là đệ nhất chí tôn do phàm thể sau khi luyện thành. Có lẽ hắn cũng không nhìn ra. Không tệ, độc cô cầu bại. Từ nay bây giờ trở đi, cậu chính là đồ đệ của ta, đồng thời cũng là một vị thánh tử của Thái Sơ Thánh Địa chúng ta. Đệ tử độc cô cầu bại bái kiến sư phụ. Miếng lệnh bài này cho con, cầm lấy nó, trừ cấm địa của Thái Sơ Thánh Địa thì con có thể đi tới bất cứ đâu. Thái Sơ Thánh Địa chúng ta vẫn luôn công bằng, tất cả dựa vào thực lực, nếu như con có thể đánh bại Ly Thanh Đế. Hôm nay sẽ sắc phong con làm thần tử, con có hiểu không? Đệ tử đã hiểu rồi. À Lâm Diễm, nếu như độc cô cầu bại đó là do ông dẫn tới, vậy thì ông hãy đưa cậu ấy đi làm quen với Thái Sơ Thánh Địa chúng ta. Tần tiền thì đưa cậu ấy tới Thanh Tử Phòng. Xin tuân lệnh lão tổ. Sư phụ à, thánh chủ đệ tử xin cáo từ trước. Thái Sơ Thánh Chủ, độc cô cầu bại này nhìn có vẻ không tệ, nhưng mà Lý Thanh Đế cũng coi như là có một đối thủ rồi. Thái Sơ Chi Lâu, độc cô tiểu hữu, cậu là đệ tử của Phật lão tổ. Tất cả công pháp của Thái Sơ Chi Lâu cậu đều có thể tùy ý lựa chọn. Cậu hãy chọn cuốn công pháp thần thông thích hợp đi. Dừng. Nửa cánh giờ, Thái Sơ Thánh Địa đúng là phong phú. Tối nghi chi kiếm là công pháp kiếm đạo thời gian. Tối nghi trảm là công pháp kiếm đạo cùng gian. Còn thờ ngũ hành kiếm đạo, lần này đúng là lời to rồi. À được, vậy thì chúng ta tới Thánh Tự Phòng đi. Ba cuốn chuẩn đế kinh, có ý thư sự có thể học được ngày sau. Lòng ham muốn của độc cô cậu bà này cũng thật là quá lớn. Thánh Tử Phòng. Thánh Tử Phòng tổng cộng chia làm 9 tầng, từ tầng thấp đến tầng cao, nguyên khí sẽ dần dần tăng lên. Mà Thánh Tử Phòng thì mới đều ở tầng 1. Có điều cậu có thể từ từ khiêu chiến tới các tầng trên. Cậu thắng, cậu có thể vào thắng tầng tiếp theo. Xem ra có người làm nóng người rồi. Có nói nhiều xem rồi đây. Có người mới muốn sống vào tầng 2 á? Ôi, chắc là cái tên độc cô cầu bãi đó rồi. Cái tên này ngông cuồng thật đấy. Không biết là có thể lên tới tầng 2 không? Vừa mới tới mà đã muốn trèo lên à? Cậu thực sự cũng quá ngông cuồng rồi. Đúng là ồn màu. Xem ra độc cô cầu bài này là nhận đúng rồi. Có cậu ấy thì cái thanh tự chắc sẽ không lười biếng nữa rồi. Không biết là cậu ấy có thể sống tới tận thứ mấy. Tuy cậu ta lợi hại, nhưng suy cho cùng thì cũng không phải là chỉ tôn thể, sợ là chỉ tới được tầng 6. Phải đó. Hơn nữa cậu ta cũng chỉ là con cháu của thế gia suy tàn ở Đồng Hoàng. Phải, khoảng cách của độc cô già và thánh địa quá lớn. Một khác sâu tầng thứ 6. Tình khốn liệt lại quá ngông cuồng lại dám khiêu chiến tất cả chúng ta. Đồng vậy, cùng nhau giáo huấn hắn đi. Đúng, để cho hắn biết thánh tử không, tứ phòng không dỡ lèo lên như vậy. Thư Nghiên Trạm dẫn động không gian chi lực, một kiếm chém vỡ Thư Nguyện. Thư Nghiên Trạm mà vị tiền bối này tạo ra quá nhiên cực kỳ huyền diệu, vạn bối thập phần bội phục. Mọi là chưa đến nhau rồi, người lại còn có thời gian để xem sách. Ôi đúng là cực kỳ cuồng vọng. Ta năm nay tân túi này rồi cũng chưa từng thấy người nào cuồng vọng tới như vậy. Đúng là coi chúng ta là sâu kiến. Thua cho ta. Tớ Nghiên Trạm. Hắn hợp được rồi. Tớ Nghiên Trạm là chuẩn đế kinh đồ đó. Không phải chứ, đây là năng lực lĩnh ngộ ở cấp nào vậy? Tầng thứ 7 ta tới đây. Tầng thứ 9. Thân đi, tại sao mấy ngày này huynh lại đến ta? Có phải là có chỗ nào đó ta làm không tốt không? Tiền tiết, chúng ta giải trừ hôn ước đi. Đã rất lâu rồi, cảm giác không cần thiết phải lừa muội nữa rồi. Thật ra đối với muội ta cũng không còn cảm giác. Ly Thanh Đế, vì bị Tiêu Vân đã thường, chỗ yếu hại mà tu luyện âm nhiều công pháp, tướng mạo đã biến thành nữ tính. Thành đế, huynh không thể vì bị Tiêu Vân ở chân lông sào đã thường ở chỗ đó của huynh mà tướng mạo sĩ đã biến đổi mà. Nữa, sư phụ huynh không phải đã nói rồi sao? Chỉ còn thành thánh là có thể hồi phục lại được nguyên trạng. Không liên quan tới vết thương năm đó, thật sự đã mất đi rồi. Ngờ lại ta ngủ càng thanh tịnh, càng tiếp còn được với đạo.
Môi đi đi, nói như tình trường đối với ta mà nói chỉ là mấy khối xương lướt qua mà thôi. Tình đi. Y ta đã quyết. Đi đi. Quân. Bấm thân tư đề nhận. Người mới đọc của cầu bài đã xong tới tầng 8 rồi. Ồ, mới tới mà đã xong tới tầng 8, thật là thú vị. Hy vọng hắn có thể xong qua tới tầng đó. Mà đứng trước mặt ta, ta đã cô đơn quá lâu rồi. Tầng thứ 8, Tỳ Hạ Trường Nhai Hải bái kiến đọc của huynh. Tử Hào Thiền bái kiến đọc của huynh. Trường Nhai Hải và Tử Hào Thiền. Tầng thứ 8 chỉ có hai người các huynh thôi sao? À, phải, có điều bây giờ có thêm đọc của huynh, vậy thì là ba người rồi. À, nếu đã như vậy thì hai vị cùng lên luôn đi. Hả? Đọc của huynh, huynh đừng có mà quá ngông cuồng. Hai người bọn ta điền thủ, dù là Thí Thanh Đế cũng không dám chiến đấu. Huynh qua trường thì cũng có mức độ thôi chứ. Phi lời ít thôi, mục tiêu của ta là đến bài Lý Thanh Đế. Hai người các huynh nhiều nhất cũng chủ khiến cho ta nóng người thôi. Thì tớ tiếp một đạo của ta trước rồi nói. Quần thân trẫm, thử nghiên trẫm. Hóa ra huynh là cuồng thần thể. Ôi tiếc là cái loại cuồng hóa nghị này của huynh không duy trì được bao lâu. Trường Nhai Hải dưỡng truyền sinh mệnh lực. Đầu của huynh là huynh cơ bồn tà điện thủ, đứng trích bồn tà, ý đồng hiệp yếu. Đây là sinh mệnh thần thể, lại có thể cộng máu cho người khác. Tiếc là Thái Sư Thánh Địa mình không dám cấy mơ chủng bừa bãi, nếu không thực sự là muốn thù hắn ta. Cuồng thần nhất đạo trảm, lôi thần trảm. Đạo của huynh, xem ra thực lực của huynh cũng chỉ cái gì? Thất đại kiếm ý, thất kiếm hợp nhất, bảy loại kiếm ý hợp lại là một. Kiếm đỡ của độc cô cầu bài này so với độc cô kiếm nằm đó đánh bại ta mạnh hơn rất nhiều. Đúng là thật chưa từng nghe nói. Đánh, không ngờ kiếm đỡ của độc cô huynh lại lợi hại tới như vậy, là bọn ta đã sơ suất rồi. Tây Hạ cầm bái hạ phòng. Hai vị hợp tác cùng thời đấu kháng được vị trí tôn thể cũng không tính là sơ suất. Tiếc là tầng thứ 8 căn bản không thể dùng nạp được ta. Ta muốn cũng phải ở tại tầng trên cùng, không làm phiền cái vị nữa. Tên chị. Kim ốc tàn kiều không ngờ Lý Thanh Đế lại giấu một đại mỹ nữ như vậy ở trong cung điện, sau lưng mộ thiên tiết. À, vị sư tỷ này, xin hỏi tỷ có nhìn thấy Lý Thanh Đế không? Ta muốn kiều chuyện hắn, phiền sư tỷ nói cho ta nghe, cho ta biết hắn đang ở đâu. Ta chính là Lý Thanh Đế. Hỉ, hỉ. Cái váy này, bờ môi hồng này, đây thực sự là Lý Thanh Đế. Ủa, đây là đâu ý ta? Sao mình lại tới đây? Nơi này sao lại không có ai vì ta? Người đâu rồi? À, xem ra là ta đã đi nhầm chỗ rồi. Ở đây chẳng có ai cả. Thôi đi đây nhé. Đền chết mình cũng không muốn ở cùng một chỗ với Lý Thanh Đế như vậy. Nhìn quá, là phong chi áo nghĩa. Đọc cố cầu bài này thực sự là quá mạnh. Tờ thứ 8. Không ngờ đọc cố cầu bài này lại lợi hại như vậy. Chúng ta nhìn lầm rồi. Vậy đó, nam nhân tỏa sáng giống như là hắn, thì đến sẵn không thể nào ở cùng một tầng với chúng ta. Vừa nhắc tới thì. Hả? À, trời, đọc cố cầu bài của nàng, quý muốn làm gì? Đâu có quên à, bọn ta đã nhận thua rồi mà. Không phải lại tới bắt nạp bọn ta đi chứ. À, cái này gọi là không đánh còn quen biết. Sau khi suy nghĩ một hồi, ta cảm thấy ở cùng với hai vị sẽ có lợi cho sự trưởng thành của ta. Cho nên tiếp theo chúng ta chính là hàng xóm rồi. Sau này xin hãy chỉ giáo nhiều hơn. Hả? À, chuyện gì đây? À, trước đó không phải Quỳnh nói tầng 8 bọn ta căn bản là không dung nạp được Quỳnh hay sao? Sao nào, các huynh có ý kiến hay sao? À, không có ý kiến, hoan nghênh đọc cô huynh vào ở tầng 8, cực kỳ hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh.
Tao muốn cung điện này. Cái tên Lý Thanh Đê đó lại biến thành nữ nhân, không biến thành nhân yêu rồi. Thế giới này đúng là điên cuồng. Đâu có cầu vậy. Ta lúc nào cũng đợi người ở tầng thứ 9, vậy mà lại chạy rồi. Ta đáng sợ như vậy sao? Có điều khi nãy hình như hắn gọi ta là sư tỷ. Lại còn đợi ta cày mặt chết đi được. Không được, không được. Ta vẫn nên có được lợi ích trước, sau đó thì nhanh chóng rời khỏi chỗ này thôi. Sư phụ bà, đâu có cầu bài cầu kiến. Vào đi, thái sơ cấm địa. Kia non thức kiến hợp nhất này khi nãy của con, ta đã nhìn thấy rồi. Con là vì bên trong thiếu thừa vàng và không gian áo nghĩa mà tới cái đúng không? Vì sơ sớm đã có chuẩn bị. Sư phụ anh Minh, đây là thời gian chi hoa. Đẹp quá. Tiến lại. Ý, đừng có nhìn chầm chầm vào thời gian chi hoa, nếu không con sẽ vĩnh viễn lạc hướng ở trong đó. Thứ này lại đáng sợ như vậy. Ta cho rằng tinh thần lực, định lực của mình đã rất mạnh rồi, không ngờ chút nữa là đã vạn kiếp bất phục rồi. Đây là thời gian chi hoa, sinh trưởng ở thời gian trường hà, chỉ có đợi đến siêu thoát thì mới có thể hái lượm được, cực kỳ quý giá. Dùng thời gian áo nghĩa tưới cho hoa này là có thể nở hoa, đồng thời cũng có thể giúp cho con lĩnh ngộ được thời gian áo nghĩa. Sư phụ, con chưa lĩnh ngộ được thời gian áo nghĩa, tưới cho nó thế nào ạ? Con còn đi tìm người khác hay sao? Lý Thanh Đế có thời không chi thể, sớm đã lĩnh ngộ được thời gian áo nghĩa. Tìm nó tới giúp con tưới là được rồi. Hơn nữa toàn bộ thánh địa cũng chỉ có nó là lĩnh hộ được thời gian áo nghĩa mà thôi. Hả? Rốt cuộc vẫn không thoát được Lý Thanh Đế. Đã tà trường phụ, vậy con đi tìm Lý Sì Quỳnh. Đi đi. Ngay cả bảo vật giống như là thời gian chi hoa cũng cho ta rồi. Xem tái sở thánh địa đã hoàn toàn tín nhiệm ta rồi. Đâu có cầu bại, thời gian chi hoa đã cho cầu rồi. Đừng để bổn tòa thất vọng. Bổn tòa để ngày cầu được thu hoạch đấy. Thánh tử phòng thần chính, thời gian chi hoa này đúng là bấy người ta mà lại không thể đặt vào trong nhẫn không gian. Bây giờ lão tử cầm một đóa hoa lớn đứng ở đây, có nhảy xuống hồ hà cũng không rửa sạch được rồi. Ôi trời ơi, đây là muốn tỏ tình sao? Không ngờ đọc cô bảy khẩu vị nặng thực đấy chứ. Chắc chắn rồi, Lý Sư Huỳnh rất là xinh đẹp. Có được ngay không vậy? Đại hoa là đọc cô cò bảy tới bái kiến Lý Thanh Đế Sư Huỳnh. Đúng rồi, cuối cùng thì người cũng tới khi chính ta. Nhanh quá, tốc độ này nhanh hơn tất cả thiên tài mà mình từng gặp. Không hổ danh là thời không chi thể. Lý Sư Huỳnh, thiên phú cái thứ tại hạ cam bái hạ phong. Lần này ta tới là... Đó hoa lợi hại quá, nghe cả ta cũng có chút nữa là gục rồi. Nên như không phải đã lên ngộ thời không áo nghĩa, sợ rằng đã bị lật đường ở trong đó. Đúng, đó hoa này không thể dùng bằng mắt để quan sát. Cố thần nhất sự tồn tặng cho ta đó. Người nói dùng thời và áo nghĩa tưới vào là có thể giúp cho ta lĩnh ngộ được thời gian áo nghĩa, cho nên ta tới tìm Lý Sư Huynh. Ta hiểu rồi, chỉ cần cậu ti thí với ta một trận thì ta sẽ giúp cậu. Được rồi, vậy xin Lý Sư Huynh chỉ điểm kiếm đạo của ta. Được. Lôi thần trảm. Cái tên này lại còn có thể ngưng tụ thời gian đầu ảnh. Không được, cái tên này lại có thể dịch chuyển tức thời, tốc độ quá nhanh. Mà đến lên ngộ phòng gì áo nghĩa mà còn nắm được tiếm điện bộ, cũng không thể tránh được. Cũng không thể sử dụng hỗn độn linh vật. Nếu như cứ như vậy thì mình sẽ bị động chịu đòn thôi, phải chủ động tấn công mới được. Kiếm bằng phụng, tám vạn lý. May mắn tại đấy, mò trúng vị trí rồi. Lôi thần trảm.
Lý Sư Tỷ, không à, Lý Sư Huynh quá như lợi hại, cậu cũng không kém. Đi thôi, ta giúp cậu túi thời và chị Hòa. Thành công rồi, cuối cùng cũng thời lệnh ngộ thơm được một loại áo nghĩa nữa rồi. Giờ đi, vợ trưởng sói cà này bị công hoàn toàn rồi, phòng cũng hồng nam tính như vậy. À, Đào Cô Quỳnh cảm thấy phong ta thế nào? Đào Cô Quỳnh thật sự nghĩ như vậy sao? À, cái đó áp phiên Lý Sư Quỳnh giúp tưới hoa. Cậu có biết lai lịch của thời gian chị Hoa không? Ừ, xin chị Quỳnh, Lý Sư Quỳnh chị giáo. Đây là thứ do Thái Sơ Thiên Đế để lại sau khi siêu thoát khỏi thời gian Trường Hạ. Siêu thoát khỏi thời gian Trường Hạ là chuyện gì? Nếu như đây chính là thời gian Trường Hạ, vậy thì một đời của chúng ta giống như là một đợt sóng gió trong Trường Hạ. Vô số đợt sóng tập hợp lại và đã tổ thành thời gian Trường Hạ to lớn. Mà cái gọi là siêu thoát chính là thoát khỏi thời gian Trường Hạ của vũ trụ chúng ta, tiến vào thời gian Trường Hạ của vũ trụ tiên lộ. Như vậy là có thể có được sinh mệnh dài hơn. Nhưng mà chứng cứ từng sinh sống ở nơi đây chính là đó thời gian chi hoa này. Hái thời gian, hái chi hoa rất khó, chỉ có đại đế cực mạnh mới có thể làm được. Xem ra thánh địa rất trọng cậu. Được rồi, ta giúp cậu tuy nó. Sử dụng một lần giác ngộ đối với thời gian ảo nghĩa của thời gian chi hoa. Sử dụng một lần giác ngộ đối với thời gian ảo nghĩa của thời gian chi hoa. Chỗ này ghi lại là một đời của Thái Sơ Thiên Đế. Mình hiểu rồi, áo nghĩa đầu tiên của thời gian chính là ghi lại. Cái gì? Cậu ấy lĩnh ngộ được rồi? À, cũng có như là đại công cáo thành. À, đã tạ Lý Sư Huynh. Thì áo nghĩa ghi lại này có sự trợ giúp gì đối kháng với tấn công, nhưng mà lại có sự trợ giúp rất lớn đối với nắm được vũ trụ kiếm điện và lấy được tất hải đế kinh đó. Ngộ tính của cậu thực sự rất mạnh, có lẽ có thể sánh được với tiểu vàng của Hồng Đồn Thánh Địa. À, cứ luôn nghe thấy cái tên tiểu vàng này, khi nào rảnh rỗi thì nhất định phải tỉ thí với hắn. Sắp có cơ hội rồi, hồi giờ lầu Thánh Địa sắp bắt đầu. Hay là cậu ở lại cùng luyện đạo với ta, cùng nỗ lực thăng tiến để tới hồi giờ lầu Thánh Địa khiến cho mọi người kinh ngạc. À, cái đó ta vừa lĩnh ngộ được thời gian áo nghĩa, còn còn phải về củng cố một phen. Lần sau có rảnh thì sẽ tới lần đạo với Sư Huynh. À, tạm biệt. Tên này không phải nhìn trong mình rồi đã chứ. Tiếc là không thể giữ Độc Cô Huynh lại. Có điều cậu ấy, nó cũng đúng. Cậu ấy thực sự không phải củng cố. Thông Thiên Thụ. Tiêu dần, hội giao lô Thánh Địa sắp bắt đầu rồi. Nếu như trong phút chốc lát lại không lệnh ngộ được một chị đạo áo nghĩa, trước hết hay là ôi trời, đúng là yêu nghiệt mà. Và như vậy đã lên ngồi được một loại một chi đạo áo nghĩa nữa rồi. So với cậu ấy thì cảm giác thở mình của bản thân được sống lên trên một con chó vậy. À, lão tổ, con đã lên ngồi được áo nghĩa của một chi đạo rồi, bây giờ trở về chuẩn bị cho hồi giao lưu Thánh Địa thôi. Chỉ còn lại không gian áo nghĩa nữa. Chìm ra bảy đại kiếm đạo dùng nhất dung hợp nhất định sẽ thành công. Có điều nếu như cái tình lùi chiến đó đã nhìn như là họ đối, vậy thì gác lại trước đã. Một chi đạo ảo nghĩa đã thành, học tập thì ngũ hành thánh kinh và ngũ hành kiếm trận trước vậy. Muốn nhanh chóng tăng tu vi thì trước mắt con đường nhanh nhất là thu hái ma chủng. Có điều lông ngạo thiên diệp phi lông nhất, lông nhị đều không dễ đột phá. Thôi bỏ đi, chỉ bằng nhân hội giao lưu Thánh Địa này à, giết chích Khương Hạo nhìn trước. Bây giờ mình là người của Thái Sơ, như vậy thì Thái Sơ nhất định sẽ kết thù với Thánh Dương Tông. Đúng, cứ làm như vậy đi. Thái Sơ cấm địa. Dạ dạ, người thân phận tôn quý không nên mạo hiểm tới Hồn Đồn Thánh Địa. Mấy ngày này Tôn Nhi lo lắng chết đi được. Châu đó, chính là quá cẩn thận. Mọi người trẻ tuổi nhất khiếu cảnh như ta, sao lại họ lại để ý? Người còn trẻ cũng chỉ là bị phong ấn. Nếu như không trừ
chiến tổ của hỗn độn thánh địa thì có ai lớn tuổi hơn người? Ông vẫn nên cẩn trọng một chút thì tốt hơn. Cháu yên tâm đi, không ai có thể biết được càn nguyên của ta đâu. Ai mà tin được một vị đường đường là chuẩn đế như cháu lại là cháu của ta chứ? À cũng phải, lúc đó già già người là chí tôn thời duy nhất, còn có thể chứng đạo đại đế bất cứ lúc nào. Ai có thể nghĩ tới người lại sẽ phong ấn bản thân kéo dài tuổi thọ chứ? Chính là như vậy đó. Ta nghe nói cháu đã thu nhận được cuộc cầu bại con cháu cụ ta thừa dành dì Hòa. Ở vườn tôm nhiên nghĩ đâu có cầu bại giật đó tiên phúc kiếm đạo cực mạnh, dường như đã đi ra khỏi con đường có thể kiếm đạo chân đế. Đi lúc đó thì người chiếm đoạt hắn thì có lẽ có thể mượn quà thái sở thiên đế. Đâu có cầu bại đã thực sự lợi hại như vậy sao? Đâu có cầu bại đã tu luyện bảy loại kiếm đạo địa phong thủy lôi hỏa từ vàng không vàng tới mức viên mãn, còn lấy ngồi được sáu loại ao nghĩa địa phong thủy hỏa lôi và thời gian, chỉ thiếu không gian ao nghĩa là có thể thất kiếm hợp nhất. Vậy thì thực sự đáng được chiếm đoạt hắn. Vậy thì thực sự đáng được chiếm đoạt rồi. Để hắn thất kiếm hợp nhất thì bảo vệ ta. Vâng.